Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh Long An trời nhiều mây, ngày mai trời nắng gián đoạn. Đêm nay và ngày mai có mưa dông diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Về tình hình thủy văn, mực nước khu vực phía Bắc lên theo triều, dự báo ngày mai 19 tháng 7, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Mộc Quá là 0,62m, tại trạm Tân Hưng là 0,71m, tại trạm Chính Hưng là 0,80m và 1,07m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Chính Đại, mực nước được dự báo thấp hơn, đạt mức 0,73m. Đối với khu vực phía Nam, mực nước khu vực này lên theo triều. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất ngày mai là 0,80m, còn ở trạm Bến Lức là 0,95m. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều, từ 7 giờ đến 9 giờ và 15 giờ đến 17 giờ. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi bão số 1 đổ bộ vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sau suy yếu và tan dần, gió Tây Nam cường độ mạnh, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu và hạ trục xuống phía Nam. Sau đây là phần dự báo chi tiết. Tại miền Đông Nam Bộ, trời nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đối với miền Tây Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây, hưởng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.